vụ ấy, thì một cái nhiệm vụ thì là một cái nhiệm vụ này ấy. Đây, nó là nhiệm vụ đây. Thì một cái nhiệm vụ này nó sẽ là follow 6 tài khoản, sub follow 6 tài khoản Twitter nhá. Thì đang có 31 người làm. Thì như vậy là anh em đã có tầm khoảng là 6 nhân 30 là 180 follow rồi cho 6 tài khoản chia đều. Thì cái này chương trình này là chạy trong vòng 90 ngày và giá của nó là 10 đô nhá. Thì trong vòng 90 ngày đấy thì mình theo theo những gì mà mình làm lần trước ấy thì mình đã kiếm được là nói chung là hên, có thể là hên đi. Đợt đấy là nhiều người làm Aerobe nhưng mà nó dao động trung bình khoảng tầm từ 2.000 follow một tài khoản trên một nhiệm vụ. Thì như vậy là anh em sau khi chạy một tài khoản thì anh em sẽ có tầm khoảng 12.000 follow cho 6 tài khoản. Tức là 2.000 follow mỗi tài khoản nhá. Mất có 10 đô. Đấy là cái lợi mà anh em làm, mà là follow này thì toàn là follow của những cái người mà làm về crypto. Thực sự thì anh nói với chú là như này, bên Twitter ấy 80% đều là dân công nghệ, anh nói thật, 80% đều là dân công nghệ và là người ta có những cái gọi là cái kiến thức nó nhiều hơn các mạng xã hội khác. Đấy là mình nói thật. Và Twitter ấy thì họ có Twitter thì dân dân là dân toàn là dân chứng khoán, dân tài chính. Đấy, dân công nghệ. Chú phải hiểu cái tệp khách hàng của bọn Twitter nó là ai, nghĩa là những cái gì. Đúng không? Đúng không nào? Khi mình hiểu thì mình mới đánh được tệp khách hàng đấy. Thời trang cũng có nhưng mà nó đang yếu hơn các bọn khác rất nhiều. Thì bây giờ cái ông Elon Musk ông ấy đang chạy những cái chương trình để gọi là cho những cái nhà creator người ta kiếm được tiền, người ta sang bên này để giữ được chân những user đúng không? Đấy. Thì crypto nó gọi là cái ngạch ngạch về tài chính, nó là ngạch chính của Twitter và nó là nguồn thu nhập chính của Twitter. Như là những cái bọn chứng khoán, cổ phiếu hay là những công ty công nghệ hay như đó, bọn nó chạy quảng cáo trên Twitter rất là mạnh. Vì thế là nếu mà chú định làm về cái về 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 cái Twitter ấy thì nếu mà để kiếm được nhiều nhất ấy, thì tốt nhất là nên làm về món tài chính. Mà tài chính rất là nhiều người làm, tỷ lệ cạnh tranh rất là nhiều. Là cũng khoai đấy, content kia làm cũng khoai đấy nhá. Chủ đề về gái ok, 18 cộng ok. 18 cộng thì nó sẽ có hai thể loại, một là 18 cộng núp hẳn, tức là no censor, tức là không che. Và 18 cộng gọi là về hot girl, only fan allure, nó phải là hai cái khác nhau nhá. Thì chú phải biết là cái chủ đề về 18 cộng mà là không che và 18 cộng nó gọi là về girl. Đấy thì là nó nên làm chủ đề nào. Nghĩa là không che sẽ nhiều người follow hơn nhưng mà nó sẽ có những cái hạn chế như nào đó thì chú phải tìm hiểu. Cái đấy thì mình sẽ không hỗ trợ được trừ khi chú chạy tool. Thì ok anh em mình gọi là có thể gọi là giao lưu hỗ trợ nhau. Mà tool, những anh em mà chạy tool thì sẽ được vào một cái nhóm riêng mà chúng ta sẽ phải bàn riêng. Ok chưa? Mà thật sự kể cả làm Twitter này anh em, kể cả anh em làm content giỏi đi chăng nữa thì anh em mà mới bắt đầu thì anh em còn lâu mà anh em mới lên được. Cái tool ấy nó giúp mình là rút ngắn thời gian đấy lại rất là nhiều. Ví dụ mình mất tầm 2 năm 3 năm để mình có thể làm một cái xây dựng một cái tài khoản ngon. Nhưng mà mình có tool thì mình chỉ mất tầm khoảng vài tháng. Đấy là cái lợi ích. Đấy. Tool thì nó không phải là vạn năng, nó chỉ là công cụ thôi anh em nhé. Anh em biết sử dụng công cụ thì anh em chiến thắng. Nhưng mà anh em mà là mua tool mà anh em có công cụ trong tay mà anh em không biết sử dụng thì anh em coi như là cũng gọi là vứt cái đấy đi. Đấy nhá. Ok. Tại vì là cái mục đích của mình mà làm cái quest end này này để là mình muốn nuôi tầm khoảng mấy chục cái tài khoản, mấy chục cái kênh ấy để mình búp lên tầm khoảng 10.000 20.000 follow crypto thì mình mới chơi cái quest end này. Anh em nào muốn lên uy tín hay là muốn chơi về crypto thì anh em có thể là lên bài trên cái quest end này thì chúng ta chơi về tài chính mà nhá. Thì đấy, nó có user về về crypto thì sau này anh em, kể cả anh em không dùng nữa, anh em bán lại những cái tài khoản đấy mà tài khoản đấy nó có nhiều follow mà là chuyên về crypto, anh em đem lên cái tạp hóa MMO này bán đi rất là nhiều tiền nhá, bán đi rất là nhiều tiền đấy, bán đi rất là nhiều tiền luôn, mình là luôn rất là nhiều tiền đấy. 5 triệu, 5 5.000 follow thì phải trên 1 triệu đấy. Anh em mua một cái tài khoản rất là rẻ thôi,
xong rồi anh em dùng lâu, càng dùng lâu càng ngon, càng trâu, càng bán tốt. Đấy, nó là cái Twitter nó như thế. Thuật toán của Twitter nó khác hẳn nhé, càng dùng lâu mà sống được càng trâu. Ok chưa? Nó không phải là như những cái bên khác mà chết hẳn luôn. Nhưng mà đã dùng lâu thì sống và sống rất là dai. Nhá. Ok. Thì nếu mà anh em hả? Mà cái Quest N này cũng được hên xui. Như này. Cái Quest N ấy nó là một bên nó lâu, nó cũng có tầm hơn năm rồi, nhưng mà chú phải xem cái cộng đồng của nó. Nhìn thấy cộng đồng ấy chưa? Hơn 1 triệu người follow chưa? Hơn 1 triệu người follow, hơn 200.000 người follow, đúng không? Tức là cái Quest N này nó cộng đồng của nó phải tầm 1 đến 2 triệu người. Nhưng mà nick ảo ấy thì mình chung là người thật ấy thì cộng cứ tính như mình là 1/3. 1/3 là người thật, tức là tầm khoảng 300.000 người. Để mà biết được cái quest của mình ngon ấy thì nó dựa vào những cái tiêu chí nào? Đây, cho cậu xem. Kéo xuống dưới cùng nhá. Thứ nhất, most bounty community, có nghĩa là cái cộng đồng nào nó trả thưởng nhiều nhất thì được lên top. Ok chưa? Đấy là một. Cái thứ hai, cái cộng đồng nào mà là có nhiều người làm nhất thì ok, nó sẽ được lên top. Đấy là hai cái đấy nhá. Hai cái đấy. Ok chưa? Recommend community, như mình nói là cái cộng đồng nào mà nó được active nhiều nhất. Ok chưa? Thì nó mới được lên. Còn đâu của mình ấy, anh em nhìn này, anh em mình thì mình hay làm ở bên Zcashin, mình explore này. Mình sẽ chọn, nó sẽ rất nhiều chan này. ETH, Binance chan, Polygon, Arbitrum. Đúng không? Op Zcashin. Đúng không? Và Avalanche. Mình thì mình chọn cái chan là Zcashin. Đây các bạn xem này. Riêng về Zcashin nhá, thì tất cả, hầu hết tất cả những cái tài khoản này của mình này đều lên top hết. Vâng ạ. Tức là cái nhóm của mình ấy, anh em nhìn được tích xanh đúng không? Quest N ấy thì cái nhóm Twitter X ấy là mình đã được xác minh rồi, được tích xanh rồi. Và mình có rất nhiều cái nhiệm vụ để mình chạy ở trên Zcashin. Chính vì thế nó đã giúp mình lên được top của Zcashin. Ok chưa nào? Nó đã giúp mình chiếm được top của Zcashin. Anh em vào phát Zcashin trending như này. Trending luôn đúng không? Mình à, đang được top này. Thì tất cả những cái bọn nào bọn nó làm ở bên Zcashin, bọn nó sẽ vào hết bên mình. Ok chưa? Và cái chiến lược của mình ấy là ở mạng nào mình cũng sẽ chạy nhiệm vụ. Ok chưa? Tức là cái nhóm của mình ấy là sẽ có rất nhiều anh em lên nhiệm vụ. Không phải có mỗi mình đâu, mà là mình tập hợp rất nhiều anh em. Tầm khoảng 10 đến 20 ông, mỗi ông phải lên tầm 4 đến 5 cái nhiệm vụ. Và mỗi một nhiệm vụ là sẽ có 6 tài khoản. Tức là đội của mình là chỉ chuyên những hỗ trợ những anh em nào mà là dùng tool và đầu tư thì mình hỗ trợ. Những anh em nào người mới ấy, mà không đầu tư mà chỉ tìm hiểu thôi ấy, thì xin lỗi là mình sẽ không hỗ trợ nhiều, anh em chỉ xem và biết thôi. Em hiểu không? Tại vì là để hỗ trợ thì anh em nó phải gọi là vào làm, bỏ tiền ra thì mới làm, mình mới hỗ trợ được. Tức là hỗ trợ thì nó phải có đi có lại đúng không? Mình thì mình không cần tiền. Mình là cần anh em hỗ trợ nhau thế thôi. Đấy là mình nói thẳng. Đấy. Thì là cả ở cái mạng của Zcashin bây giờ nó chưa hot, sau này là sẽ hot, và bây giờ nó đang hot Zcashin rồi. Sau khi bọn xây chiếc Aerobe xong rồi, bọn Zcashin bọn nó sẽ lên. Tại sao những cái chan khác bây giờ Zcashin nó lại có sớm? Đấy, tại vì nó đang hỗ trợ. Đấy, sắp rồi. Và mình chỉ chạy về bên Zcashin. Mà ở bên Zcashin mình là chùm luôn, mình là chùm luôn, tất cả các nhiệm vụ đều được top ở bên Zcashin, không thằng nào bằng luôn. Đấy. Tại vì là bên mình gọi là chạy nhiệm vụ là nhiều tiền, bỏ tiền ra chạy này, xong rồi là lên nhiều nhiệm vụ này, là bọn nó thích làm follow. Đấy, bây giờ kể cả anh em cho anh bỏ tiền vào làm nhiệm vụ thì anh em ấy. Nói chung là nó còn nhiều cái vấn đề ấy, bác Duy Hưng ạ, tại vì là cái này nó chỉ là một phần thôi. Chủ yếu ấy, bác phải biết là mình làm gì để kiếm ra tiền ở trên cái Twitter này. Bác hiểu vấn đề không? Bác phải có cái hướng tham gia, hướng đi thế nào thì mới là mà làm vạch kế hoạch ra để chúng ta đi. Chứ bác mà chưa có kế hoạch, bác chưa biết cái gì thì phải tìm hiểu rồi mới quyết định. Ok chưa? Bác phải biết là cái content của bác là thi theo ngạch nào. Bác phải lên xu hướng là bác phải chuẩn bị cho mình phải tầm khoảng 10 đến 20 bài để mình lên.
Đấy. Và cách thức tiếp cận, cách thức tham gia, kịch bản thế nào là chúng ta phải có. Bác chưa có cái đấy thì hơi khó đấy. Nghĩa là để làm được cái này, thực sự với mọi người nhá, mình từ bên crypto sang, nhưng mà mình thực sự là mình rất thích học hỏi. Và cái này nó giống hệt như là các cái bên xã hội ban đầu, như là bên Facebook, bên YouTube và bên TikTok, như đâu như ban đầu luôn. Cái này rất là mới, nhưng bù lại được cái là ông này, cái ông Elon Musk, ông ấy là người giàu nhất thế giới, ông ấy đứng ra, ông ấy backer rồi, mẹ rất là nhiều trò rồi. Nên là chúng ta phải tham gia, thì mình phải tham gia sớm thôi. Kể cả mình sẵn sàng mình bỏ tiền ra một tháng nhá, mình chạy tầm khoảng 20 cái tài khoản tích xanh, là mình một tháng là mình bỏ ra hơn 4 triệu. Xong rồi là mình chạy 1.000 proxy là mình mất tầm khoảng thêm 60 đô một tháng nữa, là mình mất tầm khoảng 6 triệu một tháng, chưa mất gì đấy. Một năm mà mình mất hơn 60 triệu. Đấy là mình nói cho các bạn biết thế. Đấy là nhẹ nhá. Ừ, muốn làm hãy tìm khách. Hôm nay là cái này nó phải đi theo hướng lâu dài. Có tiền thì làm nhiều, có ít thì làm ít. Đấy, nó phải có xu hướng, nó phải có cách. Còn đâu là nếu mà anh em lên tích xanh thì sẽ được vào cộng đồng hỗ trợ tích xanh. Nếu mà anh em lên không lên tích, là lên tương tác bình thường thôi, thì anh em cứ đăng ký form ở trong nhóm Facebook là ok. Đấy, còn những anh em mà làm tốt là mình sẽ cho nhóm chuyện riêng, anh em mà làm blue sẽ cho hỗ trợ riêng. Đấy. Anh em mà làm quét thì inbox để gửi link sang mình sẽ lên. Thì anh em sẽ được join vào cái cộng đồng, cái community của mình, là cái Twitter X như này. Cái cộng đồng này của mình thì nó đông. Đây, nó gọi là Twitter X đây. Đấy, cộng đồng Twitter X thì là nó có 300 người làm rồi. Bây giờ nó hiện tại nó sẽ lên tiếp. Tích xanh tự bỏ tiền ra mua bác nhá. Hỗ trợ tích xanh là gì bác? Tích xanh mà không mua được thì chơi làm cái gì? Bỏ tích xanh thì giá tích xanh thì bây giờ như này. Mình mua theo tháng bằng Momo chơi giả lập. Nếu mà anh em mà là chơi giả lập ấy, thì anh em dùng 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 nóc ấy, hay là dùng cái gì đó để anh em mua, nói chung là giả lập. Đấy, thì anh em mà dùng anh em dùng tài khoản Momo mà anh em mua, ok chưa? Tài khoản Momo nhá. 275 272.000 một tháng mua qua Visa được, nhưng mà tốt nhất là vùng Momo cũng được, Momo cho nó dễ. 272.000 một tháng, ok chưa? Nào anh em nào, xong rồi. Ừ thì đúng rồi, IP sang Thổ Nhĩ Kỳ mua một năm là 1,4 triệu thì cho nó rẻ. Đúng rồi đấy, như bác ấy nói đúng rồi đấy. Chuyển IP sang Thổ Nhĩ Kỳ. À, các bác muốn anh em các bác mà muốn thích mua ở bên Thổ Nhĩ Kỳ ấy, thì gõ trên TikTok, nó có hẳn video bảo là, thì gõ ra là nó bây giờ là mua Twitter giá rẻ ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì tự nhiên nó ra hàng hàng đống cái video nó hướng dẫn đấy. Mình không hướng dẫn cho mệt, anh em xem video cho lành nhá. Mình thì mình không fake IP, mà mình cứ mua thẳng Việt Nam luôn đấy. Mình thì mình mua thẳng Việt Nam luôn, tại vì là mình không 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 làm nhằng mấy cái đấy.
Đây, cái tool mà mình đang dùng là cái tool đang crack nhá. Cái tool đấy thì có một ông ấy sẽ hỗ trợ anh em update các vơ liên tục. Ok, mình vào trong nhóm rồi đấy. PayPal UK ngừng dịch vụ cho crypto. Ok. Mẹ mình là mình hơi sợ chơi với cả bọn UK rồi đấy, sợ vãi đái. À UK à, United Kingdom à, không phải là US à? Ok. Đấy, US mà ngừng 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 thì mệt lắm. Anh em phải biết nha, mình thì mình cho nó lên tầm khoảng 5 5 min luôn. Mình thì mình sẽ lên 5 min tài 5 min hiện hiện hiện, hiện luôn để mình kích bật kiếm tiền luôn, và mình lên content luôn. Đấy. Tại vì là mình bây giờ thì mình có những cái kịch bản rồi thì mình sẽ lên content dần dần thôi. Thì chính vì thế là mình cho lên tầm khoảng 5 5 5 5 triệu impression luôn. Lên thì nó có nhiều loại, một là anh em có thể là mua mua nhá. Mình mua 300.000. 300.000 này thì nó sẽ phải là tương tác như người thật và update thông tin đầy đủ thì nó mới gọi là tính cái tương tác đấy. Đây là nó những ai mà là có tích xanh thì nó sẽ có hiện ra cái bảng analytics này này. Đấy, thì nó thì khi nào mà là những cái tích đấy nó hiện lên ở trên này thì nó mới được tính. Đấy, bây giờ mình hơn 2 triệu rồi. Và mình sẽ xem ở trên cái analytics mà là của tài khoản thường nhá. Thì bây giờ được 2 triệu 2 rồi. 2 triệu 2 rồi. Đấy. Thì lên 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 cái này này thì là nó nhanh, nó không mất thời gian. Mình thật mình không nó không mình không mất thời gian. Và mình chỉ việc là mình bui kênh thôi. Nói chung là để lên được một cái này thì nó mất tầm khoảng 272.000 tiền tích xanh, và tiền chạy này tầm khoảng chung 300.000 một tài khoản. 300.000 một tài khoản bật kiếm tiền. Khi bật kiếm tiền rồi thì hiện tại là mình sẽ hướng dẫn cho anh em sau, tại vì là nó bật kiếm tiền xong rồi thì nó sẽ phải add cái tài khoản Spy Try. Nhưng mà anh em đừng nghĩ đừng đừng có nghĩ đến tạo cái tài khoản để kiếm tiền trước. Anh em là phải lên cái cách để mà kiếm được tiền đã. Kiếm được tiền xong rồi chúng ta mới 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 nghĩ đến vấn đề là rút tiền nhá. Tại vì ấy, kiếm bật kiếm tiền và kiếm được tiền là hai cái phạm trù nó khác nhau anh em ạ, nó không giống nhau đâu. Như mình chơi YouTube này này, mình lên video mình ấy này đấy, thì bây giờ mới được có 1,24 đô đấy, nên là phải kiếm được tiền trước thì mới gọi là rút tiền, thì nghĩ đến việc rút tiền nhé. Đấy là các bác còn một chặng đường rất là dài để đi đấy, không 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 nhanh ở đâu nhá. Anh em mà follow ấy thì mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái tip mà anh em không cần mất tiền anh em vẫn có thể lên được impression, nhưng mà cần các kỹ năng về content chế ảnh nhé, content và chế ảnh. Thì khi mà có ảnh tốt ấy, ảnh hay ấy, thì chúng ta canh những cái tài khoản, ví dụ như thằng Elon Musk này, khi nào nó tweet này, ví dụ nhá, mình nói luôn này, khi nào thằng Elon Musk nó tweet này, Elon thực sự cái ông này không phải là Elon Musk đâu, mà có người người ta cầm cái tài khoản của ông ấy hay sao ấy, mình nghĩ thế. Đây bây giờ anh em phải biết là bây giờ cái tài khoản của Elon Musk ấy, một lần tweet ấy, nó có mười mấy triệu người lượt xem đúng không, đấy 14 triệu lượt xem, 23 triệu lượt xem này, đấy 23 triệu này. Thì bây giờ anh em có thấy là chỉ cần up ké thôi, chỉ cần up ké là đã có tầm 43.000 lượt xem rồi. Anh em thấy kinh khủng không? Đây, tính năng up video ở trên Twitter chuẩn bị có rồi này. Đấy. Thế nên là bây giờ chúng ta làm thế nào để có thể gọi là khi mà là người ta tweet lên một cái thì mình phải canh. Mình lấy những ảnh mình chế, mình ghi một số cái thông tin, xong rồi mình up lên thật nhanh. Đấy, yếu tố là phải thật nhanh.
ưu tiên những ai mà có tích xanh. Có tích xanh thì anh em dễ dễ được cả impression hơn. Anh em mà canh như thế làm ròng rã trong vòng tầm khoảng một tháng thì anh em thừa 5 triệu, 5 triệu view, 5 triệu hiển thị. Tại vì mỗi lần anh em comment anh em cũng được tính hiển thị, trả lời cũng được tính hiển thị, đấy, retweet cũng được tính hiển thị nhá. Bất kỳ một hành động nào anh em cũng được tính điểm hết. Nào, ok chưa nào? Đấy là cái cách mà người ta đang đã và đang làm hiện tại. Anh em thấy người ta sâu ra một ngày đột nhiên bùng một phát lên tầm khoảng hơn 100.000 view, bùng một phát lên tầm khoảng 300-400.000 view. Đấy, thì người ta đang làm cái cách như thế. Kiếm những người nổi tiếng, mình sẽ chế ảnh và up lên theo comment của người ta, theo theo và theo theo theo, theo những cái retweet của người ta nhá, thì mình sẽ ăn được những cái hiển thị rất là nhanh, rất là dễ. Nghĩa là cái cách kiếm ok chưa, dễ nhất và nhanh nhất đấy. Còn sao nào, còn cái gì blade nhỉ? Twitter ranking đây, Shop Sale Blade Monthly. Anh em muốn kiếm cái tại những cái tài khoản mà là Twitter nổi tiếng ấy, thì đây mình gửi luôn cho này. Đây là mình sẽ gửi cho anh em nhé, nó sẽ là top top những người mà là có nhiều người follow nhất. Đấy, anh em mà thích làm cái này ok mình chỉ luôn, mình không cần phải ấy. Đây là những cái người có rất là nhiều người follow, họ hay tweet thì anh em phải canh những người này mà tweet ấy thì anh em trả lời luôn ấy luôn nhá, trả lời luôn ấy luôn thì tự khắc là anh em sẽ được lên cái hiển thị nhanh và phải lên tích xanh. Ok. Bây giờ anh em nào đã hiểu cái cách đấy chưa? Nhá. Ném em link mua 800 đi sếp. Tiến Tuấn à? Cái link login bằng cookie đúng không? Nhưng mà anh mua hết rồi, anh mua hết rồi. Mày mua làm sao kịp? Anh mua hết rồi. Đây. Mày phải đặt hàng. Mày phải đặt hàng. Đây anh gửi cho mày cái con này nhá, mày phải đặt hàng nhá. Anh gửi cho cái user. Đây anh gửi cho user đây mày mua. Cái này thì mày phải đặt hàng trước. Check trước nhá, mua một ít trước xong rồi mày mới test cho anh ok chưa? Anh gửi cho mày link. Cái này hết hàng rồi. Đây, Twitter không FB này. 700 đặt hàng nhiều thì là nó tạo cho. Cái này đọc kỹ nhá, thì Tuấn nhá, đọc kỹ nhá. Cái này thì bảo nó là tạo cho cái cookie nhá. Tạo cho cái tài khoản Twitter mà login bằng cookie. Dùng IP nước ngoài nhá. Đây anh gửi mày link này. Còn cái kia thì anh mua rồi, mày mua làm gì, mẹ còn nó có mấy trăm tài khoản thôi để anh mua nốt. Đấy, 700 đồng thôi, tự nhiên mày mua cả 1.600 làm gì? Mẹ chơi cái game chơi rẻ thôi, chơi cái đắt làm gì. Ok. Xem là bọn nó bán như nào nhỉ? Mình thấy bọn nó bán cái gì đây? Rep điện thoại.
S4 à? Không, mình lấy Twitter thôi, không lấy kia. Rẻ rẻ là 800 đồng thôi này. Kiếm cái khoản nào bán, nó có cookie ấy, đấy tí nữa tìm tìm khoản bán dùng cookie cho. Đấy, anh em đã có những cái tài khoản này chưa? Thì anh em gọi là anh em để ý cho mình nhá. Những cái tài khoản nào là AA cộng cộng ấy. Anh em mà muốn được nhiều view, nhiều tích, nhiều ấy thì anh em phải chọn cho mình những cái tài khoản nào mà ghi là nó có A cộng cộng. Đây này. Ví dụ như là Cristiano Neymar. Đúng không? Thì chúng ta đã có một ngạch mới, đó chính là chúng ta đã có một ngạch về bóng đá. Ok chưa? Chúng ta đã có một ngạch về bóng đá. Bóng đá thì nó sẽ có những cái gì? Những cái nhãn hàng, những cái câu lạc bộ, những thứ nó sẽ chạy quảng cáo ở trên những cái trang web về bóng đá. Ok. Thì đây là một ngạch anh em có thể làm. Một ngạch bóng đá, hai ngạch crypto, ba ngạch về 18 cộng, Blazer, Pornhub, ok chưa? Đó là ba cái ngạch đấy, nhưng mà mình sẽ thiên về ngạch về tài chính crypto và ngạch về bên bóng đá, hai ngạch đấy. Đó. Còn về content xin phép là mình sẽ hạn chế support về content, tại vì là anh em đang cạnh tranh nhau rồi, đúng không? Chúng ta chỉ mình chỉ hỗ trợ những anh em nào trong nhóm thôi. Mà để vào nhóm thì anh em nhất là anh em phải chạy tool. Thứ hai là anh em phải có tích xanh. Hỗ trợ cho nhau thì mới được vào tool thì đưa vào nhóm nhá. Ok. Đấy. Thì bây giờ mình đã giới thiệu cho anh em các ngạch rồi nhá. Anh em tự chọn thôi. Ok, mình phải check xem là chắc chạy chạy phát từ giờ đến đến đến, đến tối là nó sẽ đủ 5 triệu. Ok, xong rồi. Thì bây giờ mình tiếp tục chạy, mình tiếp tục nhỉ. Đây là một số cái tài khoản của mình. Mình mới add ít thôi. Thì add cái này ấy thì mình nói với cả anh em như thế này. Để mà chạy được tool ấy mà là nó nhanh nó tiện ấy thì anh em phải chọn cho mình là những cái tài khoản nào mà nó chạy login bằng cookie. Mà thường thường login bằng cookie thì chỉ có những người chạy tốt thôi. Mà chạy tốt thì họ sẽ phải đặt cái số lượng hàng mà là lớn thì người ta mới làm cho mình. Anh em ạ, nhá. Những cái tài khoản này ấy, nó không hề có một cái tương tác nào, nó chỉ là không follow, không biết gì cả, nó đều không hết. Anh em mà phải nuôi nó, nuôi từ bây giờ đến tầm khoảng vài năm, vài tháng đến vài năm thì nó mới trâu được. Càng sống thì càng càng trâu. Anh em nhé. À, mình nói qua này, nếu mà anh em nào mà là bị dính cái thu FA ấy, mà là nó phải login bằng Hotmail hay gì ấy, thì anh em có thể dùng cái phần mềm là Thunderbird nhé. Anh em dùng phần mềm Thunderbird xong rồi là login Hotmail vào để lấy code, xong nhá. Đấy là mình nói luôn free. Mình là cũng bị dính rồi nên là mình bực mình quá, mình dùng nhiều tài khoản bực mình quá nên là mình phải ấy. Mỡ đấy. Anh em mà làm ngạch nào ấy thì anh em phải biết được là ngạch đấy nó kiếm tiền kiểu gì, có bên nào nó chạy quảng cáo trên đấy không anh em nhá, chứ không phải là trên thế nào cũng chạy đâu, dở hơi đấy, dở hơi đấy nhá. Ok, bây giờ mình sẽ tạo ra một nhóm đi. Đây, tạo ra một nhóm đi. Bây giờ mình mua tài khoản ấy thì mình sẽ chọn những cái bọn cấu hình như này. À, ở cái phần này ấy, nó cái luồng chạy bảo rồi đúng không? Tùy vào máy khỏe, máy yếu ấy thì anh em chọn chọn số luồng mà cho phù hợp. Mình chạy trình duyệt là Chrome. Tùy chọn login của mình là mình sẽ chọn về cái login bằng cookie nhá. Đường dẫn profile, folder profile. Thì khi mà anh em mà login xong ấy thì anh em sẽ có một cái cookie. Bây giờ là tự động tạo profile khi chạy này, update cookie mỗi lần chạy này, bấm tích vào hết cho mình nhá. Check hạn chế trước khi chạy này. Đấy, ok chưa? Xong rồi mình sẽ để form view là 8 x 5.
Delay trước khi mở là 1 đến 6 giây, đóng 1 đến 6 giây, ok xong. Đây là cái extension giải captcha nhưng mình không cần giải captcha, kệ thôi. Mình sẽ không đổi IP, mình sử dụng proxy đã gắn cho mỗi tài khoản, ok xong, lưu đóng nhá. Thì khi mà xong được những cái này thì bắt đầu mình sẽ hành trình là gì? Mua tài khoản, mình sẽ mua tài khoản. Mình sẽ đi mua cái name US, ok. Đặt hàng một, mình đặt 1.000 up thì được có 699, ok. Sau này mình sẽ đặt hàng thằng này là đặt 699, 1.000 up, 750 up. Nếu mà là làm cái này mà là 15 ngày này, chu FA này. Mua VPN không, phải mua tool trước chứ. Có tool xong rồi thì mới dùng được cái proxy chứ, đúng không? Có tool rồi thì phải mới dùng được proxy chứ. Cái tool này ấy, nó là cái công cụ giúp anh em được rảnh rỗi, nó sẽ làm được rất là nhiều tác vụ. Anh em không phải canh thời gian để lên đăng bài, anh em cũng không phải gọi là mất thời gian để anh em đi tương tác với nhau, nó sẽ làm hết cho anh em. Đấy, nói chung là nhiều cái có lợi lắm, nhưng anh em phải biết sử dụng tool. Mình thì mình cũng phải học ấy chứ. Ok, mình sẽ mua tầm 100 cái đi. Mình sẽ mua 100 cái. Đây, Avatar BioPort nhá, mình mua 100 cái. Mình mua tại vì là cái này nó mình đọc kỹ rồi, mình đọc kỹ ở dưới này. Hàng sẵn nếu thiếu vòng inbox này, đấy, nhận rep account theo yêu cầu là số lượng 500 đến 1.000 đắc này. Tài khoản chúng tôi tự tin không thua kém về chất lượng này. Bọn này là chung là nó có tool. Tài khoản tạo thêm IP xịn này để càng lâu không sợ đai này. Đấy, tất cả form và trình duyệt này. Đấy, mình thì mình lấy cái định dạng là username này, pass này, email này, pass mail này và cookie. Đấy, cái định dạng này là anh em để anh em copy vào để anh em login đây nhá. Cái này là mình sẽ hướng dẫn anh em. Nhiều người mới người ta không biết làm đâu. Đấy, định dạng 2 này là cái loại có True FA. Đối với tài khoản có True FA thì anh em vui lòng là dặn mã chuỗi True FA vào lấy code tại đây này nhá. Đấy, anh em phải chọn. Một ít kinh nghiệm người ta nuôi Twitter này, mỗi một lần dùng một IP, tức là mỗi một lần ấy thì là một IP sẽ nuôi tầm khoảng 2 đến 3 tài khoản. Một ngày không follow quá 3 người, một ngày không retweet quá 2 post, hạn chế gắn thẻ và tag bạn bè khi nick còn mới, nên dùng cách nhau 24 giờ. Bị verify thêm số điện thoại, ngâm 2 ngày xài 1-2 lượt thì xóa số điện thoại ra. Có những cái lần mình đã từng bị kin một phát hết hơn tầm khoảng gần 1.000 tài khoản. Đấy, mình đã từng bị như thế rồi. Thì mình nói trước anh em mà chơi mà cái này thì anh em phải thật sự là phải cẩn thận. Ok. Chú mua cái gì? Mua cái gì chú? Mua cái tool á. Mua cái tool có 600.000. 600.000 dùng vĩnh viễn. Đây, cái link mua tool đây. Tao kéo ông này vào làm hỗ trợ luôn này. Ông này support luôn, ông này sẽ update cho anh em, gọi là mỗi khi mà là có link mới sẽ update luôn cho anh em. Đấy, mẹ thế mà support tận răng luôn. Nhóm bây giờ có 51 ông mà chẳng biết mấy ông mua tool. Mình thì càng thích ông nào càng mua tool thì càng thích, tại vì là mình càng được nhiều người người ta vào để tham gia hỗ trợ đây. Đây là cái link cái nhóm mà là mình sẽ hỗ trợ anh em, tức là ông Hùng ấy, ông ấy sẽ hỗ trợ anh em chơi tool nhá. Đây mình gửi lại này. Cái nhóm này là cái nhóm là sẽ hỗ trợ những em mua tool. Tool này là tool crack nhá. Mình thì mình không có tiền. Mình không có tiền để mình mua cái tool mà là xịn. Cái tool xịn của người ta thì
bốn triệu mấy, ba triệu mấy cơ, nhưng mà mình không có tiền, mình chỉ mua chơi crack thôi. Mình mua mua một máy của mình là 600.000, và mình thật sự là mình chơi crack nhiều rồi, thì hàng crack thì nó cũng không khác gì cái hàng không crack đâu, vẫn thế cả đấy, vẫn thế cả. Tốt nhất là anh em cài xong thì anh em đừng có cài lại máy hay là xóa lại máy thôi, không thì lại mất 600.000 nhá. Hoặc là anh em nào mà làm, ví dụ anh em nào mà là crack xong ấy, thì anh em có thể copy cái đấy ra. Đây mình sẽ copy cái phần đấy ra ra một cái máy. Đây mình sẽ thử luôn. Mình sẽ copy cái phần đấy ra 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 một cái USB chẳng hạn. Để xong rồi là mình thích thì mình sẽ copy qua chỗ khác. Đấy, đây là Acephone thì mình copy thử thế nào. Mình chơi thử, copy thử luôn. Ông làm cũng USB không nhỉ? À, quên rồi. Mình nghĩ tình USB không vào được, nó not responding. Ui giời ơi. Kiểu này là mình phải kiểu này là phải cho gì rồi, cho cái USB khác rồi, từ mình up lên driver vậy, quên mất, sau này mình còn dùng thì mình còn lấy ra. Anh em đợi tí nhé, mình up lên driver phát. Tiếp tục à? Mình nhớ là mình download cái này rồi, về nào, đâu thế nào? Đây. Đây, nó cho anh em định dạng nhá. Đầu tiên tên này, username này, password này, hotmail này, hotmail này, và cái cookie này. Thì đấy là những cái anh em cần phải có, đúng không? Bây giờ làm thế nào mà để vào được cái tool. Thì bây giờ mình sẽ làm mẫu cho anh em một phát. Nhiều ông rủ đi cà phê quá. 1 đến 3 tài khoản, anh em nhớ cho mình nhá. Mỗi một lần đấy anh em dùng một IP là chỉ 2 đến 3 tài khoản thôi nhá. Một ngày không follow quá 3 người, một ngày không retweet quá 2 post, hạn chế gắn thẻ tag bạn bè, ok chưa, nick mới thì anh em phải làm thế. Sau 2 đến 3 ngày thì anh em ấy. Thực sự thì mình chơi rất là nhiều tài khoản nên là mình sẽ không đổi thông tin gì mấy. Mình phải chọn những bên nào uy tín để làm việc. Bên nào uy tín thì mình mua, tại vì những cái bên nào uy tín ấy thì họ bán xong là xong, họ sẽ không bao giờ họ mở lại lấy lại để họ bán lại đâu. Đấy. Cứ xác định thế. Còn đâu nếu mà anh em mà xác định mà anh em tài khoản mà anh em để nuôi kênh ấy thì vui lòng sau 2 ngày đổi hết thông tin cho mình. Tất cả những cái tài khoản nào mà anh em dùng để búp chính nuôi kênh hay lên tích xanh, vui lòng đổi hết thông tin cho mình nhá. Những tài khoản khác thì đừng có làm gì cho mệt mất thời gian. Thế là mình nói thẳng luôn. Thời gian để chúng ta còn suy nghĩ content để chúng ta lên bài. Ok chưa? Mình đã nói cái rất là ấy cho anh em. Cái tool đấy nó chỉ là công cụ cho anh em rút ngắn thời gian, hỗ trợ anh em để anh em có thể là tiến được cái đạt được cái bước mong muốn của mình nó nhanh hơn. Chứ không phải là để nó làm hết tất cả cho anh em đâu. Mình phải set up công cụ, mà nó là tool, nó là công cụ, mà nó là một cái để cho mọi người, không phải để mà mọi người dựa dẫm vào, mà là mọi người phải biết tận dụng nó, phải phải biết sử dụng nó, chứ không được gọi là quá phụ thuộc nhé. Suy cho cùng thì nó chỉ là một cái tool thôi. Ok, bây giờ mình sẽ vào tool nhá.
À, từ để mình mua, để mình hướng mua proxy đã. Đây. Thế Hoa Lê bảo rồi mà. Đây, đây anh chỉ cho mày cái cách mà đăng nhập bằng cookie, mày đổi thông tin làm cái đất gì. Mày làm 30 tài khoản là mày đã oải lắm rồi, anh thấy mày giỏi lắm. Chịu. Nhá. Đây. Thứ nhất để mua proxy á thì mình đã gửi cho anh em cái link để mua proxy rồi, đúng không? Đây cái link đây. Mình thì mua ở bên web xe. Mình thì mua ở bên web xe nhá. Mua ở chỗ nào, nó giá như thế nào là mình đã tìm cho anh em giá nó rẻ nhất rồi. Mình đã chỉ tại chỗ cách mua rẻ nhất rồi. Này, Hoa Lê ơi, hôm qua anh mua một phát mẹ 1.000 tài khoản, mẹ quên con mẹ nó mất. Bây giờ mẹ phải lốc 1.000 tài khoản bằng tay không mẹ. Cay quá, đèo đèo lốc nữa, bây giờ mua mẹ tài khoản khác, mất mẹ 1 triệu. Cay thật. Mày lốc tay không? Đổi đổi cho anh 100 tài khoản à, 100 mấy 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 100 tài khoản thứ hay lấy trong khoảng 50 tài khoản, lấy một nửa tài khoản cookie thôi. Rảnh lốc được thì lốc, lại cho mày lốc. Đây link đây. Cái link này dùng để mua proxy nhá. Đây, mình giải thích cho anh em proxy này, proxy này phải nghe cho kỹ này. Cái bên proxy ấy thì nó sẽ thay đổi theo từng tháng. Tức là nó sẽ làm mới theo từng tháng, cứ mỗi một tháng là mình mua 100 proxy thì mình mất là 3,74 đô cho một tháng. Ok chưa? 3,74 đô cho một tháng. Anh em nào mà làm ít thì anh em có thể làm nhiều tài khoản, và mỗi tài khoản là mua plan là 100 đô, đấy là anh em làm ít dưới 1.000. Còn nếu mà anh em nào làm nhiều thì anh em cứ mua 1.000, 1.000 thì anh em có thể là mình sẽ set up cho anh em nha. Đầu tiên anh em vào cho mình cái My Plan đây này. Anh em cho mình vào, anh em cho mình chọn cái anh em chọn cho mình cái plan nhá. Đầu tiên anh em chọn cho mình cái proxy server, mình sẽ chọn cái thấp nhất để dùng được thôi. Và mình sẽ chọn cái premium proxy xong. 100 proxy. Mình sẽ chọn là 0,1 đô một proxy. Anh em đợi tí. Em đâu rồi? Bà ơi! Bà ơi! Ngọc đâu rồi? Lên đến rồi đấy. Về rồi à? Mấy giờ rồi? 4:37 thấy nhỉ? Có lẽ phần này mình sẽ đi làm hai phần nhá. Tại vì là chuẩn bị đến giờ đón con rồi, mình sẽ nói nhanh qua phần này thôi nhá. Mà nhanh qua phần này cho anh em ấy luôn, tại vì mình phải sắp phải đi đón con, mình sẽ làm cái này, sẽ làm hai phần. Tí tí nó xuống nhá. Đây, mình sẽ chọn cái premium proxy nhá, 100 proxy này. Mình sẽ chọn là cái bandwidth của mình ấy là 250 GB nhá. Cái bandwidth này ấy là các bạn được dùng 250 GB một tháng. Nếu mà anh em mà dùng nhiều ấy thì sẽ không đủ đâu. Hết bandwidth này là anh em gọi là không dùng được proxy nữa đâu nhá. Ok. Phía dưới này là anh em chọn cho mình những cái gọi là địa địa chỉ địa điểm nhá, các nước nhá. United Kingdom này, Ukraine này, Turkey này, Switzerland này, Spain này. Thì anh em dùng bên nào anh em chọn proxy bên đấy nhá. Chào nhá. Về nhá. Đấy. Xong rồi chọn cho mình cái hai Pre-Proxy Network cái này. Thực sự ấy, nếu mà anh em mua 1.000 ấy thì anh em nhân cái này lên là cũng 34 đô rồi. 37 đô rồi, đúng không? Thì nó không khác gì nhau cả. Mua 100 hay là mua 1.000 thì ra nó chỉ tầm tầm đấy. Đó nha. Thế bây giờ anh em đã biết những cái cần phải làm khi mua chưa? Đây là chọn đây này. Không thay đổi địa chỉ, Proxy remain the same. Proxy remain the same. Tức là chúng ta nuôi tài khoản thì chúng ta phải dùng những cái proxy cố định. Thì thế vui lòng đừng có thay đổi proxy nhá. Đừng có thay đổi proxy nhá. Ok chưa?
xong. Nào anh em là hỏi gì nữa không? Proxy xong rồi nhá, không ai hỏi gì nhá. Tiếp tục à. Sau khi mua xong, mọi người vui lòng cho mình này. Authentication method, chọn cho mình username pass để đào về. Chọn cho mình còn nó có SOC 5 với cả HTTP, chọn cho mình cái HTTP nhá. Xong. Bây giờ là download cho mình này, bấm vào download này, mình chọn là Canada này. Download cho mình, bấm vào download, ok, chọn download đi, download list, ok. 100 proxy Canada tháng 8. Ok. Nha, mình sẽ lưu 100 cái proxy này. Mình dùng hết rồi, mình sẽ làm 100 cái mới nhá, xong. Thế như vậy là bây giờ là chúng ta đã có proxy và đã có tài khoản đúng không? Và chúng ta đã có tool đúng không? Ok, việc bây giờ cần làm là gì? Add tài khoản vào. Ok, nhập tài khoản này. Mình sẽ copy hết tất cả 100 tài khoản vào đây. Ctrl C và Ctrl V nó rất là dễ thôi nhá. Nhưng mà anh em lưu ý này, lúc mà yêu cầu nó phải làm ấy, anh em phải bắt nó phải làm đúng định dạng. Đầu tiên này này, user pass email, passmail và cookie. Xong rồi thêm. Ok, đóng cửa. Chúng ta đã có 100 cookie. Đúng không? Và bây giờ chúng ta phải làm gì? Nhập proxy cho nó, nhập proxy. Mẹ thề luôn, để tôi làm như này gọi là mẹ quá rõ ràng, ông nào không làm được nữa thì chịu chết đi. Đấy. Proxy làm nhau. Copy và cắt Ctrl C và Ctrl V vào. Ctrl C và Ctrl V vào là xong. Mỗi một dòng là một proxy. Loại proxy của mình là HTTP. Số tài khoản trên một proxy là 1. Chọn lần lượt. Ok chưa? Xác nhận. Xong. Tiếp theo là gì? Chạy tương tác. Chạy kiểu gì? Mình phải lên tương tác. Lên cái này thì ông nào kịch bản cho tài khoản mới, ok, lưu. Mình sẽ cái này sẽ cho kịch bản cho tài khoản mới. Ông nào mà là chạy tool thì mình sẽ hướng dẫn sâu thêm. Đâu cái này chỉ gọi là sơ sơ thôi. Ok, mình chạy. Xem mà chạy đi. Mẹ cầm tay chỉ việc cái này không làm được thôi. Không có gì nói. Chả biết có login được không. Đây là dùng cái IP của dùng cái cookie của bọn Canada, đéo hiểu vào được không. Đang test. Ok, vào được nhá. Ok, vào được nhá, tài khoản vào được nhá. Mình dùng proxy nước ngoài vào được nhá. Proxy nước ngoài vào được. Bây giờ mỗi việc anh em phải việc bây giờ là anh em kích cái accept vào là xong. Vào được. Nếu mà anh em không vào được thì anh em phải bấm nó vào lại nhá. Bấm là vào lại 2-3 lần là được. À, bây giờ ấy mình sẽ đi đón con và anh em nào mà anh em gọi là anh đang dùng máy tính số 2. À, bây giờ là anh đi đón con nhá, thì tầm khoảng 5-6 phút nữa là anh về thôi. Thì anh em đợi được thì mình nói tiếp nhá. Mình sẽ cầm máy ở đây vậy. Ooh,
anh làm trước đây. Hết làm sao được nhiệm vụ. Ok, đi đón con về rồi. Rất nhanh, gần nhà. Anh em à, còn đấy không? Ui dồi ôi. Có anh em là còn không? Thật nào? Có ắc chính này, lên chủ đề này. Búp, follow, mua tích xanh, bơm view, xong mua tool. Mua ắc clone, cũng có thể nói như thế cũng được. Mình chạy cookie nước ngoài cũng được, nó không bị đứt nhỉ? Ok mình để... À đây có mấy ắc. Ồ rất nhiều phết đấy. Xem nào. Mình sẽ thử nhá anh em này. Mình sẽ thử mấy cái tài khoản này, mình sẽ thử lại nhá. Nó sẽ có tỷ lệ những cái tài khoản có đai. Nó không phải đai, nó không phải đai đâu. Đăng nhập thất bại đâu, nó không phải đai đâu Tuấn ơi. Mình sẽ đăng nhập lại. Thay proxy khác. Suspend à? Có đai suspend à? Nó ghi là thất bại đâu mà. Đây tình à, cái đấy thì để anh tình sau, nhưng mà anh mua ấy, thì nó sẽ không có. Anh mua mới thẳng, anh check không có cái nào luôn. Hết chắc là đen lắm thì mình dính thôi. Nhưng mà tình trạng của nó này, nếu mà bị suspend ấy thì nó sẽ ghi là suspend. Còn nếu mà leave ấy mà không đăng nhập thất bại ấy, nó sẽ ghi là leave. Tại vì Tuấn à, lúc mà nó đăng nhập vào ấy thì nó sẽ check cho em cái tài khoản của em là nó có bị như nào không, bị giới hạn hay không. Nếu mà không bị giới hạn thì ok, nó sẽ được đấy. Bây giờ mình sẽ check xem mấy tài khoản này. Ok, 1 following, 2 following, 3 following, 1 đây. Số tweet là 1 đây. Rồi. À, bạn thích mua cái tút chính chủ hay là cái tút crack? Chính chủ 4 triệu, crack thì 600.000. Follow mấy kênh anh nhỉ? Bây giờ nhá, mày tút đầu tiên ấy, mày nuôi cho anh tầm khoảng 3 ngày trước đi. Mỗi một ngày mày follow tầm khoảng 2 đến 3 kênh. Sau ngày thứ 3 thì mày nâng lên cho anh thành 5 kênh, 6 kênh. Đến sang hết 1 tuần, 2 tuần thì mày nâng lên cho anh thành 20 kênh. Thì lúc đấy là mày đủ sức để mày gọi là búp cho tất cả anh em trong nhóm rồi. Anh đủ búp cho tất cả anh em trong nhóm rồi. Chạy tầm khoảng 1 tháng, 2 tháng thì mỗi một thằng nó phải có tầm khoảng 450.000 follow. Đấy là búp cho nó uy tín thôi nhá. Búp cho nó uy tín. Đấy. Nói chung là mỗi một thằng có tầm khoảng 1.000 đấy. Anh thì anh mua mẹ tầm khoảng 2-3.000 thôi. Dùng thế thôi, không chơi nhiều. Mẹ tốn 1.000 cái proxy thì phải nuôi tầm khoảng 3.000 tài khoản. Nếu mà mày chơi 1.000 proxy triệu một tháng. Thì sau một tháng mà follow búp nhau xong thì có mấy cái tài khoản follow nhiều ấy thì đem ra mà bán được. Cái tool này anh em thấy dùng tiện lợi không? Nhưng mà cái tool này nó chỉ hỗ trợ anh em thôi, nhanh thôi. Vấn đề là anh em phải biết cách dùng, mà là phải có những cái gọi là tư duy để lên cái kịch bản. Chứ không thì chỉ có tool không thì cũng không, anh không biết dùng thì cũng vứt. Ok chưa? Đây tí nữa mình sẽ test lại tài khoản. Nói chung là cái kịch bản này tương tác với cả người mới ấy, thì nó nhanh lắm, nó chỉ tầm khoảng xem là 2 đến 3 phút một cái tác vụ thôi. Chạy tí xong, chạy đi xong một nửa này. Cắm máy chạy một ngày chắc mẹ xong mấy cái tài khoản luôn. Tuấn Anh Bùi ơi, không phải đâu nhá. Tìm hiểu kỹ nhá. Bật kiếm tiền thì nguồn kiếm tiền từ những cái bài mà là được bọn nó quảng cáo.
bọn nó sẽ chạy quảng cáo trên những cái bài post của mình. Mà để chạy được quảng cáo thì bài post của mình phải là được nhiều người, phải là được nhiều người xem, nhiều người like, nhiều người comment, nhiều người retweet, mà là phải về một lĩnh vực nào đó, ví dụ tài chính, crypto, ví dụ bóng đá, ví dụ về thời trang, mỹ phẩm gì đó, hoặc là ví dụ là về 18 cộng hay gì đó tùy. Đấy. Thì là bọn nó phải chạy quảng cáo trên bài viết của mình. Ví dụ một cái doanh nghiệp A nó chạy quảng cáo 1.000 đô ở trên một cái bài viết của bác, thì bác sẽ được 970 đô và 30 đô còn lại sẽ được trả lại cho Twitter. Tức là Twitter nó sẽ ăn 3% trên cái thu nhập mà là bọn nó chạy quảng cáo trong 50.000 đô đầu tiên. Hiểu vấn đề không? Và sau 50.000 đô đấy, Twitter sẽ ăn 20%. Ví dụ là người ta trả bác là 1.000 đô thì Twitter nó ăn 20 đô, 200 đô và bác được 800 đô. Đã hiểu chưa? Nhưng mà phải mình phải là người nổi tiếng, mình phải là cái gọi là uy tín. Đấy, mà uy tín bây giờ người ta phải nhìn vào những cái bài mà người ta post lên, người ta thấy uy tín thì người ta mới book chứ, đúng không? Nó chỉ là cái để người ta đánh giá. Máy cấu hình như nào, chạy một lúc bao nhiêu bác được? Máy cấu hình nhá, Intel có i5, có i7, RAM 32GB, 64GB, 128GB tùy nhá. Nói chung là của mình là máy đểu, bui tầm khoảng mười mấy triệu, 13 triệu máy đểu, thì chạy được một phát là tầm khoảng 8 đến 10 luồng. Máy xịn, bui ngon, coi ví dụ nhá, coi i7, RAM 64GB, chạy một phát 20 luồng, tức là chạy một lúc là 20 tác vụ. 20 tác vụ đấy thì trong vòng, ví dụ là trong vòng một tiếng thì chạy được tầm khoảng 600 tài khoản. Ok chưa? Một tiếng 600 tài khoản. Nào, ai hỏi gì nữa không? Ba thất bại, ok, tí đã cho gom vào hết mà chạy. Mình sẽ gom hết bọn này chạy vào, chạy riêng từng cái một. Không nhá, máy Windows nhá. Windows, đừng dùng iMac. iMac không làm gì được đâu, chịu chết. Windows. Tất cả dùng Windows. Rất nhiều thằng like bài tweet của mình đây. Anh em ơi, ví dụ nhá, có cái thằng mà là Ancoin Daily này, thì mình lúc thằng này nó post bài ấy, thì mình nhanh trí là mình trả lời luôn. Thì khi mà mình trả lời luôn thì lại mình lại được 7.000 view liền. 7.000 view liền. Đấy. Anh em thấy không? Đây là nếu mà là anh em mà chạy, nếu mà anh em mà canh để nói chuyện với cả những cái thằng nào mà là nó hay được nhiều lượt follow ấy, thì anh em sẽ được rất là nhiều team, rất là nhiều lượt view. Đấy, đây là cái cách mà anh em có thể là lên được cái lượt view nó nhanh. Ok chưa? Relevant people là cái gì? Những người có liên quan à, ok. Nào, anh em thấy ổn không? Anh em thấy tương lai không? Nào. Nếu mà là anh em muốn ấy nhiều ấy, thì tức là anh em chọn cái content như nào? Có video nhá, content là nên có video. Video ví dụ như là MP4 ấy. Đây là cái này là cái GIF, nó gọi là cái GIF, không phải là video, đây là cái GIF nhá. Đấy. Hoặc là anh em chọn cho mình cái
và ethics xanh. Ok. Bọn này, nó này. Kênh nhỉ? 1 triệu lượt hiển thị này. 26 đô này, ác nhỉ. Mình nói như này này, anh em bật được kiếm tiền ấy thì chưa chắc anh em đã kiếm được tiền luôn đâu. Anh em phải chọn cái ngạch nào mà phù hợp với cả anh em, và phải có doanh nghiệp người ta chạy quảng cáo ở cái ngạch đấy. Anh em hiểu vấn đề không? Phải có doanh nghiệp nó chạy quảng cáo ở trên cái ngạch đấy thì anh em mới được tính nhá. À đây là X Pro à? À cái mới đây, X Pro đây. Kinh nhỉ? Tweet Pro mới đây, cái này mới này. X Pro mới này, mới ra luôn. Premium này. Ok, xem deck X Pro cái gì. Awesome column. Multiply somewhere interface. À, đây là cái X à, mới à? Ừ đúng rồi, nói chung là nhiều bạn là làm về 18 cộng mà. Đây là cái X Pro. My profile hay my notification. Hay phết đấy, cái này hay phết đấy. Được á, cái bảng này ok đấy, mình thấy hay đấy. Tweet này. À, được ạ, mới đấy. Take your tour. Setting privacy manage deck. Cái này hay đấy. Lạc David. Ok, mình sẽ giữ lại cái X Pro này dùng. À, bây giờ mình chuẩn bị đủ 5 triệu thì sẽ chạy. Đây là anh em đọc, anh em bấm vào đây mà đọc này. ADS Revenue Sharing như này. Chia sẻ doanh thu quảng cáo này. Chia sẻ doanh thu quảng cáo cho phép bạn chia sẻ doanh thu từ số lần hiển thị, không phải trả tiền của người đã xác minh, của người dùng nhá. Đã xác minh đối với quảng cáo được hiển thị trong câu trả lời cho nội dung của bạn đăng trên X. Đây là một phần nỗ lực của chúng tôi nhằm giúp mọi người kiếm sống trực tiếp ở trên X. Đây là người dùng đã xác minh nhá, anh em nhá. Đây nói thẳng luôn này, đây là người dùng đã xác minh. Mà đã xác minh thì bây giờ anh em phải làm sao? Xin bà chưa? Là phải kiếm nhiều thằng tích xanh và follow vào. Ok chưa? Đấy, không phải là từ những cái đây. Nào, bây giờ anh em đã nghĩ ra chưa? Tức là ấy, anh em mà dùng tool ấy mà để kiếm cái lượt view đấy, nó sẽ không có một tí tác dụng nào. Ok chưa? Chỉ có những người nào mà là có tích xanh, mà là xem, mà là comment tương tác với cả anh em thì anh em mới được. Chính vì thế chúng ta là phải có cái gọi là thuật toán là hỗ trợ đa kênh, búp nhau đa kênh để cho cái tỷ lệ người tích xanh người ta xem được là nhiều hơn. Đấy.
Thế nên là có khi là tỷ lệ làm 18 cộng có khi lại còn được còn nhiều hơn cả anh em mà mày khác ấy. Thế là mình chưa biết gì đâu, nhưng mình cũng phải làm về 18 cộng thôi. How can it become easyable? Đây, đầu tiên. Xem nào. Tuôn ra còn strike, chúng ta sẽ làm việc strike rồi. Tuân thủ toàn bộ. Nơi truy cập chia sẻ những quảng cáo, chúng tôi muốn quy trình này rất là tốt vì những người đăng ký ít hơn nhiều chúng tôi xác minh. Đấy. Những người dùng có thể đăng ký và đăng ký người sáng tạo và chia sẻ doanh thu quảng cáo bằng cách truy cập quảng cáo kiếm tiền cho cài đặt. Ok. Người dùng đủ điều kiện tham gia thiết lập thanh toán này, bạn phải chắc là tham gia này, thanh toán này, tạo strike này. Chia sẻ doanh thu này, tên toàn cầu này, hiện hỗ trợ quốc gia phải để thanh toán này, có Việt Nam không? Có Việt Nam nhá, Việt Nam được hỗ trợ thanh toán nhá, Việt Nam chơi được nhá, bật cho Việt Nam rồi chơi được. Ok, nói chung là bây giờ mới là ban đầu thôi, về sau nó sẽ update lên rất là nhiều mà là được nâng cấp lên rất là nhiều kênh thanh toán với cả nhiều người tham gia hơn. Bây giờ bọn nó đang chạy để kéo user mà. Đấy chưa? Anh em thấy chưa? Anh em chạy chéo hay là ai chéo này chỉ được gọi là một số người thôi. Nhưng mà nó chỉ được tính khi mà anh em làm tích xanh thì anh em mới được tính, tức là tất cả những người dùng nào là phải trả tiền cho bọn Twitter thì chạy quảng cáo thì nó mới được tính tiền. Anh em nghĩ kiếm tiền nó dễ à? Không dễ đâu anh em ạ. Anh em phải làm một cái gì đó rất là nổi tiếng thì anh em mới được, và là cái này mà là cái cuộc chiến này rất là phải lâu dài. Cuộc chiến này rất là lâu dài nhá. Đây là như thằng tích xanh như thằng này này. Đấy, tích xanh như này trả lời hỏi này. Đấy. Chính vì thế là chúng ta phải làm một cộng đồng chơi với nhau. Trả tiền bằng coin X nó sẽ có tương lai gần thôi, chắc mùa tới. Tích xanh rất là nhiều luôn, nhưng mà anh em phải biết làm thế nào để kiếm tích xanh. Ok chưa? Wow, tích xanh rất nhiều luôn đấy, nó thật luôn. Anh em thấy không? Tất cả những người dùng nào tích xanh thì mới được coi là người thật, còn những người nào không có tích xanh đều là giả cả. Ok chưa? Thì anh em phải làm thế nào mà để anh em thành cái tích xanh như này? Đấy. Anh em làm meme hay là bất cứ cái gì được. Đấy, nhưng miễn là anh em được tích xanh thì anh em được trả tiền. Nhá. Cái búp nhiều ấy là để cho cái tài khoản của mình nó trông legal thôi. Tức là trông nó gọi là hợp lý. Trông nó gọi là hấp dẫn. Chủ yếu vẫn là content is king. Anh em nhá, content is king, chúng ta phải có content. Nào, ok chưa nào? Xong nhá. Nào, check xong, chạy xong chưa nào? Đang dừng à? Đang chạy mà dừng thì chúng ta chạy tiếp. Nào, anh em có gì hỏi nữa không? Hỏi đi. Anh em làm sao nuôi được tài khoản nào mà là mẹ có tầm khoảng vài nghìn người follow xong rồi đem đi bán được? Nó cũng là một cái hay.
em tài chính đi check content đang nó. Đúng rồi, cũng được em, cũng được. Content phải là có một số kênh rất là hot, ta lấy về chúng ta làm cũng được, không sao. Nhưng vấn đề ấy là em phải up video đều lên đều. Ví dụ nhá, cái tài khoản của em là tài khoản ngon, tích xanh, đúng không? Thì bây giờ em làm sao mà em up được đều, đúng không? Bây giờ là anh đang test cái là nó up là lên, nó lên content để nó chạy content. Anh đang lên, anh đang xem. Mà content ấy thì nó sẽ chạy là theo từng tài khoản, chứ không phải là chạy một, tức là một lô tài khoản nó sẽ chạy cùng một lúc, chứ nó không thể nào mà nó thay đổi tác vụ, tức là nó 5 tài khoản này chạy cái này, 5 tài khoản kia chạy cái kia, không thể được. Đang phải test về cái đấy thì sẽ đấy sẽ sau sẽ lên kịch bản cho mấy anh em dùng tool sau. Đây, kịch bản này là chỉ hỗ trợ được cho những anh em nào mà dùng tool của cái bọn này thôi nhá. Ông nào mà dùng tool không phải bọn này hay là dùng bằng tay thì kịch bản đấy là vô dụng, anh em không cần phải hỏi, không phải hỗ trợ. Ở điện thoại anh em hiểu không nhỉ? Đây. Content ấy thì anh bảo rồi, một là bóng đá, hai là 18, ba là crypto, bốn là meme. Đấy, bốn cái đấy, chơi cái nào thì chơi. Một xây bằng một ETH. Ôi trời ơi, trời ơi. Clam được có 3 xây. Vãi xây. Anh em chờ tí nha. Bọn này bọn nó chỉ cho mình 100 cái proxy toàn là của Việt Nam thôi, 100 proxy của Việt Nam thôi. Xong rồi là mình phải mua những cái proxy của bên khác. Thế mới cày. Lạc quá nhỉ. Cũng
chắc tối nay là đủ rồi, bây giờ 3 triệu còn 2 triệu nữa là lên. Chắc là tối nay được bật kiếm tiền rồi. Anh em mà là chơi ngạch nào thì follow ngạch đấy nhá. Tài khoản nào về 18 cộng thì follow hết 18 cộng, tài khoản nào mà ngạch về crypto follow hết crypto nhá. Tài khoản nào mà ngạch bóng đá thì follow hết tài khoản bóng đá nhá. Ngạch nào chơi ngạch đấy, tất cả chơi trước người ấy nhá, đừng trộn với nhau vội. Khi nào chúng ta trộn với nhau là khi nào mà kênh nó thành ngon rồi ấy, thì chúng ta mới trộn với nhau nhá. Tức là chúng ta retweet chéo cho nhau thì chúng ta trộn với nhau, thì là lúc đấy là chúng ta sẽ lấy được những cái chúng ta sẽ lấy được những cái gọi là khách của nhau thì ok. Chứ mới ban đầu tôi không cần phải chéo nhau đâu, vội nhiều. Cho những cái tài khoản clone đi chéo nhau thì ok. Tài khoản chính thì cứ từ từ đã. Okay, clip tương đối nhiều. Mình nghĩ là chắc ít anh em có thể làm được. Tại vì là để chạy được cái này ấy, thì nhất anh em cần phải có kỹ năng. Cái thứ hai ấy, nó anh em là cần phải có những cái gọi là về cái tính kiên trì. Cái thứ ba nó cũng phải về đầu tư nữa. Nên là nhiều, chắc chắn là nhiều ông sẽ lúc đầu là nghe với cái này là nản, chắc chắn là nản luôn. Mẹ, mình lên lúc mình lên video như này, nhiều ông người ta PM người ta ấy lắm. Nhiều người ta PM nhiều hỗ trợ nhiều lắm, nhưng mà mình nói thẳng luôn, một là bạn lên N1 là bạn lên tích xanh, hai là bạn lên bạn cài tool thì mình mới hỗ trợ. Chứ những cái bạn mà là kiểu như là chỉ gọi là vào để tìm hiểu lèo tèo hay như nào ấy thì xin phép mình cũng thôi, không hỗ trợ mất thời gian. Đấy là mình nói thẳng luôn, đúng không nào, để chúng ta đỡ mất việc vào nhau. Đấy là mình luôn luôn mình nói thẳng luôn, đỡ mất thời gian làm gì cho mệt ra. Thế nên là anh em nào mà là mẹ xác định mà là làm thì ok, làm là phải làm ra trò thì chúng ta mới gọi là joy cùng với nhau, không thì thôi. Chứ anh em nghĩ mà để kiếm được tiền mà là để một mình mà chạy á, đố anh em chạy đấy, đố anh em một mình anh em chạy đấy. Cái này nó không phải nó không phải dễ như là bên TikTok cái gì đó, cái này nó là content, nó cần phải có content. Nói trước luôn những cái khó khăn để cho anh em vào anh em đỡ phải lăn tăn. Thì đã chạy tiếp, thế là sao dừng tiếp. Sao nào.
đang chạy nhỉ, không chạy một lèo nhỉ, cay nhỉ, cái này không chạy một lèo. Chắc là lúc nào chạy thì mình sẽ phải xóa hết tất cả những cái tab mình đang chạy đi. Mình chạy một phát thì chắc là tầm khoảng 10-15 luồng. Chạy một phát chắc là tầm khoảng 15 luồng. Mình sẽ xóa hết những cái tab mà mình đang ấy đi, ví dụ như cái tab này. Bên này là nó có phải tầm có khoảng mấy chục tab rồi. Mình sẽ phải xóa hết chỗ này đi, xong rồi mình chỉ chạy đúng cái tab, đúng để chạy tool thôi thì ok, thì chỉ chắc là cân được. Đây. Cái Chrome này nó đang chiếm 50%. Đấy. Bây giờ mà muốn chạy gấp đôi bây giờ thì mình phải tắt cái Chrome này đi thì mình chạy. Lúc nào mà có nhiều tài khoản thì mình sẽ chơi kiểu đấy. Ok rồi. Nào, anh em có hỏi gì nữa không? Đây, hôm nay là mình đã giải quyết cho anh em các vấn đề gì? Thứ nhất là về tài khoản đúng không? Thứ nhất là chọn cái tài khoản nào để mua, để dùng. Ok, xong nhá. Thứ hai là lấy cái proxy thế nào, giá thế nào, mua thế nào, mình đã giải quyết cho anh em hai vấn đề rồi nhá. Vấn đề thứ ba là anh em là dùng là login bằng tool. Ok chưa? Ba vấn đề. Xong rồi là cách để anh em gọi là lên view nhanh, 4 vấn đề. Cái vấn đề thứ 5 là mình cũng bảo là anh em chơi những cái tip ấy, gọi là chế những cái ảnh xong rồi là comment vào những cái thằng mà là nổi tiếng ấy. Đấy là cái vấn đề thứ 5 cái vấn đề tổng kết. Thì anh em ghim được vào đầu hay không thì ghim. Vấn đề thứ 6 là để anh em gọi là lên được những cái ý tưởng về content. Mình đã chia sẻ hôm nay cho anh em mà 6 cái vấn đề để anh em giải quyết. Thì đấy là những cái mà là mình có thể hỗ trợ được cho anh em cái điểm này. Anh em nào làm được cứ làm. Anh em nào mà đầu tư lên tích xanh, đầu tư lên tool thì anh em PM mình cho vào những nhóm mình hỗ trợ. Hỗ trợ này là hỗ trợ có đi có lại, chứ không phải là hỗ trợ xong rồi thôi nhé. Tại vì là mình chạy tầm 50 nghìn tài khoản đâu mà những anh em khác hỗ trợ nhiều thì lên được. Thường thường thì cái này nó chỉ cái tool này hỗ trợ Windows em ạ. Tool này hỗ trợ Windows. iMac không chạy được. Mày chơi toàn iMac toàn đồ xịn quá. Chơi con rầm rầm thôi. Windows thôi. Đấy, sau khi nói xong chắc các ông lại ngất hết. Dễ kiếm tiền thì các ông lại nhảy vào mà. Khó kiếm tiền cái các ông chạy ngay. Nhưng mà ông làm mà lản chạy đi thì lại là một cơ hội cho anh em. Càng ít người làm thì anh em mình càng được có cơ hội anh em lên. Ok, để